thay thế Evisua. Theo chuyên gia môi trường Đào Nhật Đình, người dùng có thể sử dụng kết quả đo trên ứng dụng Palm Air -E để theo dõi chất lượng không khí. Đây là ứng dụng được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học trẻ Việt Nam. Palm Air -E là một phần của hệ sinh thái IoT PAM do công ty Đề và L từ Việt Nam nghiên cứu và phát triển. Hệ sinh thái nào bao gồm các cảm biến, thiết bị phục vụ theo dõi, điều khiển, các phần mềm nền tảng IoT, công cụ phân tích dữ liệu, dữ liệu chất lượng không khí của Palm Air -E được lấy từ hai nguồn chính là các thiết bị cảm biến chất lượng không khí do công ty D và L sản xuất, lắp đặt và vận hành và các nguồn dữ liệu khác mà Palm Air được phép thu thập và chia sẻ. Người sử dụng có thể tải về ứng dụng Palm Air dùng cho các thiết bị di động. Palm Air sẽ cung cấp các tính các tính năng chính gồm tìm kiếm và xem chỉ số chất lượng không khí, AQI, thời gian thực theo địa điểm lựa chọn trên bản đồ, tìm kiếm các điểm đo chất lượng không khí theo tên hoặc vị trí địa lý, giá trị AQI trong 24 giờ gần nhất và giá trị trung bình giờ trong 24 giờ gần nhất của từng thành phần không khí được đo, ứng dụng Pam Air -E cũng được tích hợp khả năng cảnh báo người sử dụng khi không khí bị ô nhiễm. Theo đánh giá của các chuyên gia, số liệu của Pam Air -E sẽ là nguồn thông tin tham khảo tốt bởi đơn vị này sở hữu nhiều điểm đo, các số liệu đều được cập nhật tức thời lên hệ thống. Hơn thế nữa, bên cạnh chỉ số hàm lượng bụi mịn có trong không khí, Pam Air -E còn cung cấp thông tin về độ ẩm và nhiệt độ môi trường ở cùng thời điểm.